Có nghĩa là ngay từ thời giờ điểm này, bắt đầu từ năm ngoái cho đến bây giờ, thì theo tôi nhận xét, tất cả những cái vấn đề bất ổn trong xã hội trên thế giới, khi nào mà có cuộc biểu tình hoặc là bạo động chẳng như thằng Pháp nè, thằng Đức nè, tất cả vậy thì hầu như mở nó hô vang cái khẩu hiệu Hồ Chí Minh, nó kỳ lạ Thì chỗ đó. Có nghĩa là ý nó muốn nói, có nghĩa là cái ông ấy là một người giải phóng dân tộc, và những nơi nào có bất công thì nó giương cái lá cờ của ông ra nó hát bài. Cái điều đó nói lên cái gì? Tao nói như vậy là hiểu rồi, không cần gì phải giải thích. Đừng có cái đám mà cái thứ cò kè lục chốt mà phản bác chửi lại đất nước này kia, cái điều đó tao nói là quá đủ rồi, nó quá đủ để mà trả lời những cái thằng mà thông minh. Đừng có trả lời, đừng có nói bữa nay giá xăng cái này cái kia, giá cái kia, cái đi cầu này kia, đủ má nó cái thằng mắc dạy, đủ má tao không thích, không đôi coi chứ tụi mày làm cái gì nói nghe bực này, mình lắm. cái bây giờ anh nói là cái chuyện coi như là 2 năm vừa rồi đây, đấy là bên châu Âu á, cái chuyện mà họ mỗi lần mà họ đi biểu tình, họ kéo mang cái lá cờ Việt Nam ra, rồi họ Đúng, hô kiểu võ hồ đó, là đúng rồi. đến bây giờ, ngay đến bây giờ ấy, những cái lời nói của Bác Hồ, và là những cái gì mà người Việt Nam đạt đạt được vẫn còn là những biểu tượng của thế giới để họ Đúng noi rồi, theo, để họ ráng làm theo. đó Còn không đó phải đó tất ý tôi cả mọi muốn, người, ý đúng rồi, nhưng mà ý tôi muốn cái nói là điều đó, tầng lớp dân chúng mà bị thiệt thòi nhất, cái tầng đúng, lớp chính không không rồi. phải tầng lớp của mấy ông giàu thế này, không phải là tầng lớp Ông của là tầng đại lương, mà diện tầng cho cái lớp bậc, người bị ông là thiệt đại diện những người lúc thắt cái dây chơi cấp thấp, tôi hiểu, thòi, dân cấp thấp, bình dân khổ sở lúc nào cũng bị khổ, mà cái dây cấp đúng đó rồi. là cái người dân ở mình trong mới đó đặt mình mới thắc mắc đánh vô hỏi mày, lý do tại sao nó không hát cái bài quốc ca của Hoa Kỳ đi, không hát bài quốc ca của Pháp đi, nó hát chi rồi cũng có bài Hồ Chí Minh, nó buồn cười vậy đúng không? Mày hỏi nó đi, lý do tại sao nó hát, lý tưởng nó phải hát chứ đúng không? Cái điều đó tao nói như vậy để chứng tỏ là mày mày hiểu rồi, tôi khỏi lên bàn cãi. Nhưng cái thằng tiến sĩ không gian mạng đó, cái mấy cái thằng mà ngồi trên Apollo mà lên trên không gian mạng đó, toàn là cái thứ đồ má sẽ khô trách áo ông không à, toàn nói chuyện toàn chuyện tào lao không, đủ mày ngồi hổ sẽ quên quên từ tu từ mày quên ngồi nói chuyện buồn quên cười quên lắm kìa, anh ngồi nói đồ chuyện này phán là ghê gớm. Sao anh ở Mỹ này, cái anh nói chuyện đây, bây giờ mình nhớ, mình nói cái tên này nhá, người ta sẽ nhắc đến người Mỹ khi nào anh, người ta nhắc đến người Mỹ nhiều nhất khi nào người ta muốn có tiền, hay là đúng người ta rồi, muốn nhìn thấy đánh nhau, chứ còn khi mà người ta nổi giận vì cái sự bất công, người ta nói đúng đến rồi, Việt Nam anh, chắc chắn người là ta nói vậy. Bác Hồ, tại vì cái gương, cái sự nổi giận của những người đã bị chà đạp của cuộc sống của người nô lệ, là không có lúc nào mà nó được thể hiện một cách rõ ràng của anh hùng bằng ở dưới thời đại Hồ Chí Minh. Người ta nhắc Ê, đến, nó có cái này đây nè, nó có cái nói này đi. mà là ghê ghê nè. Tôi phát nhắc là một bài nhạc mà bên Liên Xô nó lấy cái ta nó lấy cái lời bài nhạc của Việt Nam mình, nó làm một cái lễ duyệt binh của nó mới là ghê không. Tôi nghe cái e nó quen 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 mà hát là tiếng Liên Xô, ai ngờ là cái tiếng rồi có bài đó là cái bài gì tôi không biết, tôi quên mẹ rồi, như cái bài là Đời bài mình là những có mình có nghe, đời mình có là những nghe không khúc quân hành gì đó có nghe, đó đó đời đó đó, bà nó đời hát bài mình là nhạc những tiếng Liên khúc quân Xô anh hành thấy không? Đấy, đấy, đúng mà không biết bài gì nhưng mà nghe rất là quen, bởi mình nghe rất đúng là rồi, quen tiếng Việt, quân hành nhưng bây mà. giờ nó hát với tiếng Liên Xô đó, anh thấy ghê chưa? Đó là một, đó một cặp, ngay bây giờ mình vẫn coi là nước Nga vẫn là một siêu cường, một siêu cường chứ đâu phải cái kiểu giống như Campuchia hay là Lào, nói vậy không đúng đúng không? Anh thấy nó rõ ràng không? Nhưng mà nó vẫn lấy cái bài ca của Việt Nam mình nó chế tác thành bài đó trong cái ngày lễ quân lực của nó đúng rồi, đời đó, mình là như khúc quân thành hành ra đấy, nó mình có. đúng đúng À, thành ra tôi nói cho anh nghe nè, ở cái lịch sử Việt Nam mình cận đại nha, mình nói cận đại gần đây thì hầu như nó quay hùng, và đúng rồi, đúng rồi. nó mình phải nói một cái câu như này, mình không có tán dương bận cái chuyện này, cái chuyện sự thật 100%, chứ nó không có gì. Ngay bây giờ cũng vậy nữa, tất cả những cái mà rồi xong rồi á, biết sao không, tất cả mọi cái việc nó đã hiện hiện hữu trước mắt, chứ nó đâu phải giống như kiểu như là mà né tránh con mẹ đâu, mà nó Đúng hiện hữu ở đây cả hàng cả tỷ người trên thế gian, chứ đâu phải là một một tôi với anh đâu. Thành ra cái chuyện đó rồi. mình không thể nào mình nói là không có, hay tao nói xạo đúng không? Đó rồi anh nói đi. Đấy, Việt Nam mình thì anh biết không, là tất cả những cái điều đó nó xảy ra được anh, không phải là từ trên trời rơi xuống đâu anh, mà Trời tất ơi, cả là đều là những cái sự chiến đấu không sự ngừng chiến nghỉ, đấu không không ngừng nghỉ và hiệu quả của Việt Nam nó thiệt, chứ chính đâu, anh xác. biết không,
chứ đâu phải mà tự nhiên nó có. Người người Việt Nam mình nó phải cố gắng vô cùng, từ nhà được. Nước, từ con dân đến nhà nước. Đúng. Từ con dân đến nhà nước, anh nhìn cái sự anh nhìn cái sức hút của Việt Nam mà đối với người dân thường á, mấy người dân thường của Mỹ hay là mấy dân thường của châu Âu thì mình mới thấy, nhưng mà quả thật đó, Việt Nam á, người ta đến á, cái chuyện là mức sống á, thì nó ở đâu cũng vậy, nó sống thế nào cũng vậy, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái sự hạnh phúc của người ta, cái an bình của người ta, chứ còn mức sống cao sống thấp nó có khác nhau. Thì tôi nghĩ Việt Nam căn bản bây giờ nó là cái gì nó kêu nhiều quá. Ok, tôi tắt cái này. Cái gì nó kêu, nó có cái gì nó kêu, nó rất cao ạ. Rồi. Cái căn bản là Việt Nam bây giờ nó là họ có một không khí rất là bình ổn, rất là thanh bình. Anh tưởng là người ta muốn sống là tại vì không phải là ở đó, thì đồng ý là nó dễ sống là một điều kiện, nhưng mà cái điều kiện thứ nhì nó là người ta cảm thấy không bị lo lắng, không bị thì đó lắng. mình chỉ cần vậy thôi, có nghĩa là mình chỉ vậy cần là vậy thôi. Tất cả mọi người đều muốn như vậy cả, rất nhiều người, nhất là đặc biệt là các tầng lớp giai cấp mà ở dưới cùng, họ chỉ muốn yên bình để họ làm việc, họ có miếng ăn, họ có chỗ ăn, nơi ăn chỗ ở. Đúng rồi, họ có nơi ăn chỗ ở, bệnh hoạn có nơi chữa bệnh, ai cũng vậy. Cái thành ra giàu nó cũng cần... Nói chung là cái chi phí y tế ở Việt Nam mình thì tôi cũng đã nghe, tôi cũng đã chưa đi bệnh viện, tôi cho có bệnh hoạn thuê, nhưng mà tôi nghe mà cái thằng đệ tử thằng em mình á, thằng okay. Phong Nguyễn đó, okay. Nó đã nói rồi, chi phí y tế Việt Nam cũng là tuyệt vời luôn. Một năm như vậy mà đóng bảo hiểm cá nhân, mà đóng bảo hiểm bình thường kia là normal, là basic không à, 700-800 ngàn, anh nghĩ là 700-800 ngàn có mấy chục đô một năm. Mà mình cỡ như mình thì mình đóng mẹ 500 đô thì nó kêu mình thành tiên rồi, đi là mình thành tiên rồi, có nghĩa là vô là thấy là không thèm đi nữa, có người bưng, có người bợ, phải có người đổ bao nhiêu mình vào, đưa nhiều đi nhiều đi lên thiên đường đó, đó là chi phí y à, sao? Để nói nghe nè, tôi nói anh cái điều này dạ. Nó đi nó lại bao nhiêu lần nữa, ở đây đó anh, đất đi nè, còn căn bản là mình ở đây, đây là quốc gia mà của phương tiện mà. Mình muốn có cái gì mình cố gắng thì mình sẽ có những cái phương tiện đó. Nhưng mà có một điều mà không, anh không bao giờ, anh biết là rất là ít đó, là cái người đây rất là ít đó. Cái người đây rất là đơn lẻ. Ngày xưa tôi đã nhìn thấy rồi, bây giờ đến cái tuổi của mình càng nhìn thấy như vậy. Nhưng mà Việt Nam thì nó khác hẳn như vậy. Việt Nam mình có một cuộc sống xã hội anh à. Mình ngày xưa mình đi làm ai cũng bận bịu cả, nhưng mà đến khi mình nghỉ rồi mình mới biết đó, cuộc sống ở đây nó không có cuộc sống xã hội. Người Mỹ già, người Mỹ ở đây thế nào tôi không biết, nhưng mà thực sự quả thật là như mới một con người như tôi này, tôi ở đây 47 năm, tôi đến đây tôi năm 23 tuổi, tôi dâng hiến cả cuộc đời của tôi cho đất nước, xứ sở, đồng bào của tôi, của người Mỹ ở đây, và đến khi mà tôi già, đến khi tôi nghỉ, tôi bước ra khỏi cái dòng đời làm việc này, con người mình nó là coi như là cục gạch ở giữa đường, nó không có ai sợ mình, kinh khủng chứ không có cuộc sống xã hội đấy. Đó đó là cái khác biệt ở Việt Nam mình đó. Ở Việt Nam mình buồn cười lắm anh, bây giờ hầu như người. Là cái bảo hiểm nó có thứ nhất là tình người, thứ hai là cái bảo hiểm xã hội, cái an sinh xã hội mà Việt Nam bây giờ rất là tốt anh, và ở đây mình cảm thấy là mọi người đều nâng đỡ nhau dữ lắm. Ok anh, tất cả mọi người rất là hay anh. Mình ra tôi thấy là ngay, tôi đã chắc lại là ngay tại thời điểm ngay bây giờ Việt Nam mình là số 1. Ý là số 1 đây không phải là số 1 về vấn đề giàu có hay là, nhưng mà chỉ số hạnh phúc. Mà tôi về đây gần 3 tháng rồi, anh thấy rồi đó, phay phay đầu óc tươi, anh thấy tôi đẹp trai em nhớ quá, mới hơi tóc ngang, làm gì có cái chuyện mà làm gì có cái chuyện mà bên Mỹ mà hở tóc hồi khoe đẹp trai hôm đấy là tự nhiên lắm á, đúng không? Con cháu đâu buồn ấy, tới lên nhậu đùa cười mà làm gì Mỹ lên có chuyện đó, đúng khổ vậy. Tình ra con người mà cái tâm thế nó phơi phới, anh hiểu không? Nó vui lắm, nó vui vẻ. Thành ra nhiều khúc con người mình đã, nó không có chuyện gì là phải phàn nàn, không có chuyện gì phải lo âu, mình nó tươi lắm, mình có người tươi. Và hầu như những người Việt kiều nào đều về ta cũng như vậy, không phải riêng đâu đâu, hầu đúng như đúng vậy. Đúng rồi. Thì thử ra là mình biết là ngay từ lâu rồi, tôi thấy ông nào về Việt Nam mà mình mừng, đầu tiên là mừng cho anh cả. Má nói Việt Nam tôi biết là tại vì tôi mình... Tất cả, bây giờ mình nói đàn ông thôi, mình cũng nói đàn bà. Mình nói đàn ông thôi, sao mình đàn ông.
tất cả những người đàn ông về Việt Nam ấy, họ sẽ tìm thấy một niềm vui, mỗi người tìm thấy một niềm vui, có người tìm thấy niềm vui kiểu này, có người nhìn Đúng thấy niềm vui rồi. của kia. Cứ 10 người như vậy hay là 100 người như vậy thì 90 người quay trở lại đấy, ai cũng muốn, đều muốn quay trở lại. Lâu lâu có ông dở người, ông bảo thôi đi lần nó không đi nữa, thì ông nó dở người mình không nói, nhưng mà căn bản là như vậy thôi. Cứ 100 người đã đi vào Việt Nam thì 90 người đều quay trở lại, 10 người vào Việt Nam nói chuyện đàn ông thì sẽ có 9 người quay trở lại. Vì Việt Nam nó có một cái sức kéo rất là thầm kín, nhưng mà nó rất là mạnh. Cái sức kéo của nó rất là thầm kín, anh mình có hiểu đâu, Nó mình cũng nghe dễ, vậy. nó cũng dễ hiểu lắm, nó cũng dễ hiểu lắm anh, nó cũng dễ hiểu được ở chỗ này nè. Ở đó là tôi cũng đã từng nói ra là Việt Nam, đất nước Việt Nam mình là một khúc ruột mà không thể nào dứt xa được. Là bởi vì sao? Mồ mả ông bà cha mẹ cô dù chí bác chú bác hiện giờ nó vẫn đang nằm ở Việt Nam, và cái sợi dây liên hệ đó nó không thể nào rời xa được đó. Đó là riêng cá nhân, nên anh cũng vậy thôi, tôi cũng vậy thôi, tất cả mọi người ở trên cái quả đất này đã là mang dòng máu Việt là đều có bà con ruột thịt, không cô dù không không cô gì thì cũng chú bác, không bố mẹ thì cũng ông bà, mảnh đất này đang nằm ở đây, mồ mả ông bà nằm ở đây, không thể nào. Anh thấy rõ ràng không? Thành ra khó không, đó là mình cái đó là cái sự linh thiêng của một đúng con rồi, người. cái mình cũng may là nhưng mà căn bản thế này là tại vì Việt Nam bây giờ nó làm cho có một cái sức hút, là tại vì thứ nhất là nó thanh bình, thứ hai là nó thịnh vượng. Chứ mà nó thanh bình mà nó Đúng nghèo rồi, khổ thì nó cũng nó nghèo khổ nói không chung ai là em tới nó làm gì thì chứ, bởi vậy không ai nó tới. giàu lắm anh. Đúng rồi, Tôi nhớ khổ lại anh rồi. biết có lúc mà tôi có lộn hết đấy, nhưng mà cái lúc lần tiên nó về nó mình cần rất nhiều cái sự cố gắng, thì mình có được ngày hôm nay thì quả thật đó là mình phải nói là nhờ, thứ nhất là cái nhờ cái nhà nước Việt Nam họ cư xử rất là giỏi anh, họ không có muốn cãi, họ cư xử đó là không có thể nào chê được, không có ai Coi mà phiền hà cầu họ. coi cầu bọn nhỏ bây giờ nó nói câu mà tôi nhớ rồi, đừng có lo kiếm chuyện, nên đi kiếm tiền đi, nên đi Đúng kiếm tiền đừng đi kiếm chuyện nghe. Anh con rất là đúng chí lý, hay con rất là chí lý hay á. hay anh. Còn còn anh nói vậy thì mình cứ nhắc lại với ông Mỹ là mấy người Mỹ, mình nói với ông Mỹ lớn, mình nói thượng với ông Mỹ thường thường thì tụi mình bây giờ mình nói là bây giờ đại đại khái là những cái ông Mỹ mà lớn lớn tuổi mà bây giờ không có gì làm đó,